auto nail, em lắp một cửa tự động nha. Đây là cái nút bấm mở cửa này. Cái tài xế thì sẽ bấm nút ở đây. Đấy, hoặc là sử dụng cái remote. Đây là remote đeo trên người. Còn bên này là cái nút của cốp tự động, nhấn giữ nghe tiếng tít một cái thì cái cốp mình sẽ mở lên. Rồi thì mình nhấn giữ một tiếng nữa, nghe tiếng tít một cái thì cốp sẽ đóng xuống. Cái cốp này rất to và nặng này, nếu mà không có cốp điện thì kéo rất là cực. Rồi em sẽ ra ngoài quay cái cửa tự động một cái cốp này ngoài. À, ngoài ra thì chiếc xe này còn làm một cái smart key này để nó start top. Khi nó nhấn phanh này, thì nút để nó mình nhấn là máy sẽ khởi động. À, máy khởi động lên mà không cần phải dùng chữ cơ nữa. Rồi thì để có bộ này nó sẽ đang lên một cái xa thì đi ra ngoài sẽ mô cho xem nhé. Tắt máy mình nhấn đặt phanh, nhấn thêm lần nữa cửa tắt máy. Khi mà tắt máy thì lóc cửa nó sẽ tự mở để mình đi ra. Khi mà đi ra ngoài thì mình sử dụng đi ra ngoài khi mà mình đi cầm cái chìa khóa xe này đi xa khoảng 3 đến 5 mét thì cái cửa nó sẽ tự khóa. Khi mình đến gần thì cái cửa nó sẽ tự mở. Đấy, cửa tự mở. Đấy, còn em cầm cái chìa này em đi xa là một chút thì cái cửa nó sẽ khóa. Đã, nó chớp đèn rồi, nó chớp đèn là cửa đã khóa rồi. Thì khóa rồi thì bây giờ lại gần. Lại gần là sẽ tự mở, không bấm gì hết. Đó, cái đèn nó nháy không? Đèn nó nháy là nó mở đấy, mở được. Rồi thì còn cái cửa tự động thì mình tích hợp vào tay nắm cửa này. Bộ này thì lắp dấu kín này, lắp dấu kín hoàn toàn bên trong. Đấy, tích hợp vào tay nắm cửa. Cái tay nắm cửa này thì khi mà mình khóa cửa, cửa đã khóa lóc rồi thì cái tay này cũng lóc luôn, không mở được nữa. Cái này thì tích hợp cả trong lẫn ngoài. Đây là tay nắm cửa của trong này. Cần mình kéo một cái là cửa nó sẽ chạy thôi. Đấy. Thế còn cái xe còn lắp thêm một bộ đa cốp, một bộ cốp điện. Cốp điện thì cốp điện cũng có đa cốp luôn. Đấy, cái đa cốp nó lắp ở vị trí này này, vị trí đa điểm. Mình đá một cái là cốp nó sẽ lên. Khi mà cốp mở lên rồi thì cái cốp này rất là to nha. To như cái phản thế này mà không lắp cốp điện thì kéo rất là cực, nặng lắm. Cặp điện mà chỉ cần bấm nút thôi à, bấm nút ở đây đấy, cốp đóng xuống, cốp to nhưng mà đóng xuống nó hít rất là êm nhá. Đó, đóng xuống nhẹ nhàng và hít vào thêm một lần nữa. Đặt đèn đây, đã cốp ra điểm, chạm nhẹ thôi là cốp nó sẽ mở lên, nhưng mà phải có chìa khóa nhé, phải có chìa khóa thì mới tính đá được, không phải ai cũng đá được. Thì mình chuyển động xuống là không chuyển động xuống là sẽ hít vào. Đó, nào ta hít. Đó, cũng đã hít vào. Rồi, đây là ba cái tính năng là làm trên cái chiếc Fortuner này tại Lotus. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.